Em đến từ thành phố biển xinh đẹp Vũng Tàu. Công việc hiện tại của em là kinh doanh bất động sản, người mẫu và diễn viên tự do. À, người ta cũng thành phố biển, ở đằng kia cũng thành phố biển Đà Nẵng, mà bây giờ thành con voi biển luôn rồi. Voi biển luôn rồi. Mình là tuổi con heo và mình cũng rất là thích con heo luôn. Và wow, đặc biệt là con heo, những con heo màu hồng nữa. Ừ, thịt heo ăn cũng ngon nữa. Thịt heo ăn cũng ngon. Các bạn thấy đó, tùy cái tuổi sự yêu thương nó khác nhau. Ví dụ 20, người ta nghĩ tới một con heo màu hồng, anh sẽ tặng em một con cúp heo màu hồng. Còn trong khi đó Trương Thế Vinh bây giờ chỉ nghĩ tới con heo đó ăn như thế nào. Các bạn thấy rồi. Ở Vũng Tàu thì không biết thì anh muốn đi đâu ha, hay thường xuyên tới đâu ha? Nói chung là đến đâu thì không quan trọng, quan trọng là anh đến cùng ai thôi. Bạn ơi, nếu mà bạn thích chó thì với những người mà tuổi chó thì không biết là bạn có thích không nhỉ? Đã nuôi được cái chó nhỏ rồi thì chó 24 tuổi nuôi cũng được. Dạ, nếu là một giáo viên dạy mầm non như vậy thì quá tuyệt vời rồi. Rồi đến một ngày ví dụ hai người đến với nhau rồi bạn ấy muốn mở ra một cái trường. Yeah. Và em sẽ là người phải trực tiếp tiếp xúc với lại rất nhiều bé như vậy thì em có cái cháu không? Vậy là yên tâm hả Linh ha, hai anh chàng dưới đây không ai có gia trưởng, có anh Trương Thế Vinh này thôi, có hướng bầu hành một chút. Ok, em chỉ là làm minh họa, đúng họa cho ta thấy cháu. Em cứ tưởng tượng anh là đứa trẻ đi, em hát đi. Ba với mẹ đều thương con, nhưng không biết ai thương con nhiều hơn. Mọi người cảm thấy giọng hát của em như thế nào? Thì đây nè, chị đang thấy hai bạn đó chích lặng đi kia mà. Chỉ có mình anh Vinh còn thở thôi thớt. Anh Vinh thấy xanh chứ? Anh thấy nóng vậy. Nóng quá. Chị ta bỏ qua đi. Chị cảm ơn Linh nha. Tần số tình yêu mùa 2, 21:35 thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV7.